Sáng ngày 29 tháng 8, ông Quang Văn Tuy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bà Nguyễn Thị Quý, 50 tuổi, trú tại thôn 8 xã Hòa Thắng, số tiền 2 triệu đồng. Trước đó, ngày 27 tháng 8, lực lượng chức năng tiến hành chốt chặn tại khu vực chợ Hòa Thắng sau khi thành phố Buôn Ma Thuột thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Lúc này bà Quý đi ra đường nhưng không có lý do chính đáng nên lực lượng chống dịch nhắc nhở bà Quý quay về. Tuy nhiên, người phụ nữ này không chấp hành mà cởi bỏ khẩu trang xuống và thách thức chống đối lại lực lượng làm nhiệm vụ. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã đưa bà Quý về trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Hòa Thắng để làm việc. Tại đây, bà Quý bị lập biên bản vì không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Ủy ban Nhân dân xã Hòa Thắng đã ra quyết định xử phạt bà Nguyễn Thị Quý 2 triệu đồng.